Mới đây tại tỉnh Trà Vinh xảy ra một vụ hỗn chiến, dùng súng bắn một người tử vong. Công quan chức năng vừa bắt giữ nhóm 5 đối tượng, thu giữ 5 khẩu súng cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Đối tượng trực tiếp dùng súng bắn người tử vong là Nguyễn Trường Giang, 43 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh. Cơ quan chức năng cũng tạm giữ hình sự 4 đối tượng khác để điều tra cùng về hành vi giết người, gồm Nguyễn Thành Nhân, 23 tuổi, Nguyễn Quốc Hưng, 23 tuổi, Lưu Gia Hưng, 23 tuổi, và Nguyễn Trường Giang, tự Giang Đuôi, 29 tuổi. Theo điều tra ban đầu, Trường Giang, 43 tuổi, và Quỳnh Hải Tuấn, 30 tuổi, xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Ngày 10 tháng 10, Giang hẹn Tuấn ra nói chuyện. Sau đó, Giang cùng một số thanh niên khác đi trên ô tô xe máy và mang theo súng tự chế, hung khí tự chế. Khi thấy nhóm của Tuấn, Giang đã dùng súng tự chế, bắn đối thủ, rồi lên xe bỏ trốn. Tuấn bị thương, được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong. Vụ hỗn chiến cũng là một người khác bị thương nhẹ. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Vinh đã thu giữ 5 súng tự chế, gồm 3 khẩu súng dài, 2 khẩu súng đu lô, cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm.